tập mà ra mồ hôi nhiều rồi đánh sướng lắm này. Tay chân nó đang thoải mái, cơ giãn nó ra đây rồi. Nó đang hứng. Bay nhảy phố phố tí nữa. Bóng đây. Quả đấy dần dần thành quả sở trường đấy. Giống như y như anh Hiếu mà thực dụng. Đúng rồi. Đúng rồi. Đeo. Lừa tay ông mình à. Đấy khi được quả ban ngon. Nha. Ờ thật quá ngon. Quả hai quả giống nhau rồi. Thật tay thì hai quả giống nhau rồi. Rồi kìa,
chào anh Quang ơi. Đều hay 30 dao, 30 dao đúng không? 1 30 15 ghim bóng, ghim bóng. Ai hả, kinh 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 kinh. Đúng là bên này đấy. Đấy. Lần đầu tiên đôi công thắng. 30-15. 40-15 thì phải ra bên kia. Ra bên kia. Đúng rồi, đúng rồi. 30 rồi. Nhảy. Ngoài rồi. Ngoài đâu? Ngoài ra. Lợi dao. Lên đây, chạy phải nhanh vào. Góc. Ấy kinh nhỉ. Đều. Đều bên kia. Để chủ yếu để cho ông Bình diễn. Mình đánh đều tay hết đây. Được vào đi á. Lao. Lại dao, bây giờ mới lại dao. Đây. Ôi ôi, hay hay đứng đi, đứng đi. Ôi. Ôi, quả đấy phải xứng đáng là khen ngợi. Chạy sút 50k đấy. Xứng đáng khen ngợi. Không thể chạy được. Hết rồi không? Hết rồi, 2 năm. Nhưng mà được tiếp thì chạy kiểu bảo ghê rồi. Ấy, ngon quá. Thank you.
toàn giúp người thôi.